Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Ngành kinh doanh siết khỉ mặt nạ rợn người ở Indonesia. Tại một ngã tư đông đúc ở Jakarta, Indonesia, không có gì là lạ khi được thấy một con khỉ đeo mặt nạ em bé nhảy nhót biểu diễn trước đám đông. Bị xích trong chiếc xích sắt dài, con khỉ đi hai chân và mặc quần áo bẩn thỉu, bắt chước động tác của con người như là mang túi đi chợ, đi xe đạp. Đôi khi nó còn làm trò nhào lộn, đứng lên tay nhảy qua vòng. Nó biểu diễn để mua vui cho đám đông, nhưng mục đích thực sự là để thu tiền cho chủ. Màn trình diễn giống như xiếc này được gọi là Tobi Monyet và được một số người Indonesia coi là nghệ thuật truyền thống có từ những năm 1890. Trước kia, cả người và khỉ cùng biểu diễn Tobi Monyet. Họ đi từ làng này đến làng khác, chơi nhạc và làm trò ảo thuật. Nhưng trong những năm gần đây, chỉ còn khỉ biểu diễn và chúng bị những người chủ thành thị bóc lột lạm dụng. Hiện nay, giới chức Indonesia đang truy quét loại hình biểu diễn khỉ mặt nạ kiểu này, coi đây là sự ngược đãi đối với động vật và là nỗi xấu hổ của quốc gia. Thật đáng thương cho những con khỉ. Thống đốc Jakarta Joko Widodo gần đây cho hay chúng đã bị chủ bóc lột. Widodo dự kiến sẽ công bố chiến dịch chống Tobi Monyet vào năm tới, trong khi giới chức trách đang phối hợp với các nhóm bảo vệ động vật để chữa trị và đưa các con khỉ biểu diễn này về một khu chăm sóc đặc biệt ở vườn thú địa phương. Trong tương lai, những người kinh doanh ngành này sẽ phải đối mặt với 7 năm tù vì vi phạm luật lạm dụng động vật. Rất nhiều con khỉ trình diễn ở Jakarta bị bắt từ các khu rừng Sumatra, rồi sau đó bị đưa đến thành phố hoặc các làng gần đấy và được huấn luyện. Sau khi được huấn luyện, những con khỉ này bị đem bán ở khu ổ chuột Nam Sibiang Bishar, Đông Jakarta, một trong nhiều làng khỉ cung cấp cho những người kinh doanh ngành khỉ biểu diễn. Con khỉ có tên là Yusil chụp đầu búp bê biểu diễn trên đường phố ở Jakarta vào ngày 1 tháng 6 năm 2011. Xích sắt quanh cổ buộc nó với người biểu diễn cũng có tác dụng như là chiếc roi. Nếu Yusil ngồi hoặc ngừng làm việc, người điều khiển có thể dùng chiếc xích quật vào người nó. Đôi khi khỉ biểu diễn bị người chủ lôi đi bằng xích sắt, bị cột chân tay để nhấc lên. Aitun kéo xe trong một lần trình diễn ở Jakarta ngày 1 tháng 6 năm 2011. Những con khỉ giống như Aitun thường sống với người điều khiển nó ở các khu ổ chuột của Jakarta và có nguy cơ cao bị lây nhiễm dịch bệnh. Khi được mạng lưới hỗ trợ động vật Jakarta cứu, những con khỉ biểu diễn được kiểm tra bệnh lao, viêm gan, bệnh mụn rộp, những bệnh dễ lây lan giữa người và khỉ. Có thời gian, những con khỉ trình diễn đeo mặt nạ này là điểm thu hút khách du lịch ở Indonesia, tương tự như cưỡi voi ở Thái Lan. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi nhiều du khách cho rằng kiểu trình diễn này là tàn ác. Bên ngoài Jakarta có những làng chuyên kinh doanh khỉ, các con buôn bắt khỉ trong tự nhiên và mang chúng đến các làng khỉ để huấn luyện chúng. Những con khỉ được huấn luyện sau đó được đem bán hoặc cho thuê với giá chưa đầy 3 USD một ngày. Khi bị buộc tay sau lưng và buộc cổ để huấn luyện đi bằng hai chân, con khỉ phải học cách giữ thăng bằng mà không bị ngạt cổ. Sau 2 tháng, con khỉ có thể thành thục động tác này. Tuy nhiên, có một số không qua khỏi bài tập, một số chết vì mệt, trong khi một số chết vì ngạt thở.